Môn học cuối cùng ngày hôm nay của chúng ta là môn địa lý. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 25 Châu Mỹ. Hôm trước các em đã được quý thầy cô giảng về châu Á, châu Âu, châu Phi, về châu Mỹ có gì khác với ba châu lục trước. Mời chúng ta cùng theo dõi bài học ngày hôm nay. Thầy mời các bạn cùng nhìn lại lược đồ các châu lục và đại dương. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy châu Mỹ được tô bằng cái màu cam này các em. Đây là lục địa châu Mỹ. Các em biết đây là ai không? À, đây chính là nhà thám hiểm Cristoforo Colombo, người đã dẫn đầu đoàn thám hiểm đặt chân đến châu Mỹ vào ngày 12 tháng 10 năm 1492. Vậy thì châu Mỹ có vị trí địa lý và giới hạn như thế nào? Thầy mời các em cùng tiếp tục theo dõi nhé. Giờ vậy thì châu Mỹ có vị trí địa lý và giới hạn như thế nào? Thầy mời chúng ta cùng quan sát lược đồ hình 1, lược đồ tự nhiên của châu Mỹ. Chúng ta cùng lắng nghe thông tin và đọc nhẩm theo thầy nhé. Châu Mỹ nằm ở bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mỹ, Nam Mỹ và dãy đất hẹp Trung Mỹ nối Bắc Mỹ với Nam Mỹ. Đây các em, đây là Bắc Mỹ, đây là Nam Mỹ và đây là Trung Mỹ, có một cái dãy đất hẹp ngay chỗ biển Caribe này các em. Quan sát lược đồ hình 1, em hãy cho biết châu Mỹ giáp với những đại dương nào? Đây, các em đã thấy các đại dương ha, và các em hãy trả lời câu hỏi này cho thầy nhé. Thế thì dựa vào bảng số liệu bên, em hãy cho biết châu Mỹ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới? Ở đây thầy có tất cả là 6 châu lục. Ha, các em so sánh số liệu và trả lời câu hỏi này vào vở tự học. Mà chúng ta qua nhiệm vụ số 2, đi tìm đặc điểm tự nhiên của châu Mỹ. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về thiên nhiên của châu Mỹ. Mời các em quan sát một số hình ảnh bên dưới và nêu tên một số cảnh thiên nhiên có ở châu Mỹ các em nhé. Đây chính là cảnh thiên nhiên ở Trung Mỹ. Đây chính là núi Andes, phần thuộc nước Peru. Đây là đồng cỏ ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chính là một cái tên gọi khác của nước Mỹ đó các em. Đây là thác nước Niagara thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ. Đây chính là sông và rừng Amazon thuộc lãnh thổ nước Brazil của Nam Mỹ. Đây chính là hoang mạc Atacama thuộc nước Chile của Nam Mỹ. Đây là một cái bãi biển ở Mỹ các em. À, đây chính là hình ảnh vườn quốc gia thuộc lãnh thổ Canada đó các em. Thì qua một số hình ảnh thiên nhiên ở châu Mỹ thì vừa trình chiếu cho các em xem đó, thì các em thấy phong cảnh thiên nhiên ở châu Mỹ thế nào nè. Và chúng ta thấy châu Mỹ có thiên nhiên đa dạng và phong phú. Có rừng, biển, núi, hoang mạc, đồng bằng, thác nước, rất nhiều đúng không các em? Vậy thì những cái thiên nhiên này đã tạo nên cho châu Mỹ có địa hình như thế nào? Mời các em qua phần B, địa hình của châu Mỹ. Các em đọc thông tin sách giáo khoa đoạn địa hình đến cao nguyên trang 122-123. Hãy nêu đặc điểm của địa hình châu Mỹ. À, dựa vào hình lược đồ, các em chỉ và đọc tên các dãy núi cao ở phía Tây. Đây, các dãy núi cao ở phía Tây của châu Mỹ nè các em.
Các em thấy không? Đây, các dãy núi cao. Tiếp theo là hai đồng bằng lớn ở giữa. Đây, hai đồng bằng lớn ở giữa châu Mỹ. Và ý kế tiếp là các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông. Đây, các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông của châu Mỹ. Thì các em thấy địa hình của châu Mỹ thay đổi từ Tây sang Đông. Dọc bờ biển phía Tây là các dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là những đồng bằng lớn, phía Đông là các dãy núi thấp và cao nguyên. Địa hình là thế, vậy khí hậu của châu Mỹ thế nào? Mời các em cùng tiếp tục tìm hiểu nhé. Các em đọc thông tin sách giáo khoa đoạn châu Mỹ đến của trái đất. Trang 123 trả lời các câu hỏi: châu Mỹ có những đới khí hậu nào? Tên đồng bằng, tên rừng rậm nhiệt đới lớn nhất thế giới của châu Mỹ là gì? Rồi thì mời các em cùng xem lại lược đồ của châu Mỹ. Đây, cái đường màu đen thầy mới vừa vẽ đó, đó chính là đường xích đạo. Đường xích đạo là cái đường đi qua tâm của trái đất và chia trái đất ra làm hai bán cầu. Phía trên là bán cầu Bắc và bên phía dưới là bán cầu Nam. Xích bên trên đường màu đỏ này là đường chí tuyến Bắc. Bên dưới là đường chí tuyến Nam. Và cái đường ở bên trên này người ta gọi là đường của vòng cực Bắc đó các em. Vậy thì những cái quốc gia nào mà nằm từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam sẽ mang khí hậu nhiệt đới? Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam tới vòng cực Nam sẽ mang khí hậu ôn đới. À, và từ chí tuyến Bắc trở về trên sẽ mang khí hậu hàn đới. Vậy các em thấy châu Mỹ trải dài trên nhiều đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. Khí hậu hàn đới giá lạnh ở vùng giáp Bắc Băng Dương. Đây các em, ở Bắc Mỹ có khí hậu ôn đới. Đây là vùng Bắc Mỹ các em. Nam Mỹ có khí hậu nhiệt đới. Đây là vùng Nam Mỹ có khí hậu nhiệt đới. Và chính vì khí hậu này nên ở Nam Mỹ chúng ta có rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới là rừng Amazon đó các em. Đây được xem là lá phổi xanh của trái đất. Đây. Các em biết đây là hình ảnh gì không? Đúng rồi, đây là đồng bằng Amazon và rừng rậm nhiệt đới Amazon lớn nhất thế giới đó các em. Vậy thì qua những nội dung nãy giờ thầy mới truyền đạt đến các em thì các em cần lưu ý những điểm sau đây. Châu Mỹ nằm ở bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Châu Mỹ có thiên nhiên đa dạng và phong phú. Rừng Amazon là vùng rừng rậm nhiệt đới lớn nhất thế giới. À, đây là những ý mà chúng ta cần ghi nhớ nha các em. Thì học xong bài này, các em hãy trả lời các câu hỏi vào vở tự học. Các em đọc nhiều lần, ghi nhớ trang 123. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi phần giảng của thầy trong ngày hôm nay. Chúc các em mạnh khỏe và các em nhớ rửa tay thường xuyên để phòng chống dịch COVID-19 các em nhé. Thân ái chào tạm biệt tất cả các em.